Hợp tác Nga-Việt 21-13-21.02.2018, cập nhật 21-14-21.02.2018, rút ngắn nợ UNG Jack Utia, Sputnik, Tập đoàn Công. Ty khai thác than, cơm Á-A, có kế hoạch mở rộng thị trường xuất khẩu than. Cốc sang Hàn Quốc, Việt Nam và Ấn Độ, ngoài đối tác truyền thống chung. Quốc và Nhật Bản, giám đốc điều hành Sergey Tsipcyver nói với các phóng viên. Theo tờ Tsipcyver, công ty đã ký hợp đồng dài hạn xuất khẩu than cốc với Trung Quốc và Nhật Bản. Sputnik trên Ansei Mergapco, nhưng thị trường đang mở rộng. Về lâu dài chúng tôi có Hàn Quốc, Việt Nam, Ấn Độ, tại tất cả các nước này chúng tôi đã xuất thử lô hàng công nghiệp gồm vài tàu than để luyện thép, tờ Tsipcyver cho biết và giải thích các đối tác nước ngoài. Chưa đi đến quyết định hợp tác cho đến khi ra được thành phẩm. Hầu như tất cả mọi nơi chúng tôi cung cấp lô hàng mẫu đều đã đồng ý cộng tác. Tạm thời sản lượng vẫn còn nhỏ để đáp ứng đủ nhu cầu. Sau khi khởi động nhà máy Denzhok Keda trong tháng 4 năm 2018, chúng tôi sẽ tăng sản lượng lên 3 triệu tấn mỗi năm. Và khi nhà máy Inaglin I2 công suất 12 triệu tấn than mỗi năm đi vào hoạt động, chúng tôi sẽ vào tất cả các thị trường ở châu Á, tờ Tsipcyber nói. Cơm Á-A, tập đoàn gồm các doanh nghiệp công nghiệp khai thác và chế biến than cốc, nằm trên lãnh thổ vùng Nơ-i-ung-di của nước Cộng hòa Séc Ha, Lách-u-tia, Sputnik trên chơ cơ dọc than cốc Nơ-i-ung-di.